Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Thì đang trên đường đi về cô chú anh chị ơi. Thì có ngừng lại bên một cái hẻm nè. Thì thấy có cái anh này đang nằm gì phơi nắng cô chú anh chị. Giờ này là trưa rồi. 12 giờ trưa cô chú anh chị. Thì anh đang nằm phơi nắng luôn nè. Không mặc áo luôn cô chú anh chị ơi. À, quá kỳ lạ cô chú anh chị. À, đang nằm xè hai tay phơi nắng giữa trời nắng rắt luôn. Nắng này có khoảng 40 độ cô chú anh chị. Để em đi gần này em quay cho cô chú anh chị xem. À gì ta, anh này có sao không ta? Anh có sao không? Hỏi anh có sao không? Anh có sao không anh? Trời ơi, anh nằm giờ xuống đây coi. Wow. Nè cô chú anh chị. Wow, dưới đây anh nắng nóng như lắm cô chú anh chị ơi. Nhưng mà anh nằm Wow. Có cái hình luôn nè. Coi nè mọi người. Nằm in dấu hình xuống dưới đây luôn nè. Cái mụn này nước không à. Trời ơi. In dấu hình luôn. Chuyện sao? Đó. Nằm in nguyên cái dấu của người luôn nè cô chú anh chị. Trời ơi, trời bây giờ trưa nắng cái quá. Cái này là để lao luôn. Thì sao mà mình trong mát mình không nằm mà nằm mà nắng anh? Trời ơi, mây đã. À. Trời ơi, ghê chưa? Là ngày nào anh cũng nằm hay sao? Ừ, đây là đây à. Đặc biệt một cái nữa mọi người. Mọi người qua đây nè, cũng nằm tí những mộng. Đây, những mộng. Là mình nằm gì đó lâu chưa anh? Lâu rồi. À, là nằm được bao lâu anh? Từ 9 giờ tới 3 giờ cũng được nữa. Có ai kêu thì bà không kêu thì làm suốt 6 tiếng. À suốt 6 tiếng luôn. Ừ. Còn có kêu thì nằm chừng 2-3 tiếng. Dạ. Không có. Là anh nằm từ nhỏ tới lớn hay sao anh? Mới 6 năm à. À được 6 năm hả anh? Ừ. Wow, quá đặc biệt cô chú anh chị ơi. Mình ngồi đây chút xíu mà mình chịu không nổi mà. Anh trai tên gì anh trai? Tên Cò. À anh Cò. À anh Cò cô chú anh chị. Trời ơi. Ghê không hả? Là biết nó nóng cỡ nào rồi. Giờ này trời nắng rất là nắng của chú nóng anh chị. Dữ lắm, nóng cao. Nắng hơn 40 độ á. Hơn. Cái nhưng mà anh Cò vẫn nằm đầu trần. Nằm không mặc áo luôn. Trần, nằm trần luôn. Không gì hết. Phơi nắng giữa trời nắng gắt luôn của chú anh chị. Tóc dài, thấy tóc dài lắm rồi, có đi hớt tóc không trời? Có chứ. Ở này là dài dữ rồi. Rồi hớt chưa, hớt tóc chưa? Chút hớt. Chút hớt còn lát nữa em cho gửi anh ít tiền đi hớt tóc ha. Rồi ok, tụi em thì mà không tóc, có nhiều. Tóc bạc ít có mấy cộng hả? À ok, hồi tụi em thì không có nhiều nhưng mà hồi tụi em gửi cho chứ anh. Chứ nhiều người nói nhộm sao có mấy cộng trắng. À. Tại vì người ta muốn để ok. Nhìn kỹ là có màu hơi cộng trắng. Thì rồi. Anh Cò nằm gần mấy ngôi mộ đây nè cô chú anh chị. Rất là đặc biệt luôn. Nằm đây đâu có ai la không? Không. Rồi mọi người đi ngang có ai thường nằm đây rồi thấy nằm mình đây có ai đi ngang kêu không? Cũng biết ý rồi biết à, kêu là người dân ở đây ta biết anh là ngày nào cũng nằm ở đây ha. Ghê không? Ghê. Nhưng mà người lạ đi ngang là sẽ gặp anh là người ta sẽ ngừng lại người ta hỏi là đúng rồi là sợ ai? Anh ta nói có người ngất xỉu. À đúng rồi. Ừ. Ta sợ anh có bị gì cô chú anh chị sao? Nằm giữa đường thì chỉ có người mà ngất xỉu mới nằm chứ đúng rồi. Cái tiện tượng lạ mà ai đâu nằm giờ chịu nổi nè nằm vậy nè có dự định về sau làm cái gì không mà nằm vậy để phơi nắng cả. Thì về lẫn cho nó khỏe. Khỏe chết vô khuẩn hả? Ừ, chứ là cứng xương cứng thịt. Chính đào tạo cho mấy thằng đệ tử rồi. Có nhận đệ tử chưa? Có thằng nào chưa? Được phái, có thằng thằng nó phái. Được. Tại nó thấy lên YouTube nó phái rồi. À được mấy người rồi. Được thằng đó. Được con thằng đệ tử hả? Ừ. Nó cho nó hỏi tôi học ở thầy nào, tôi nói tôi mới phát minh ra thầy nào. Nói chuyện nào mới có mình đâu mà. Nói thầy là đâu có đúng. Dạ. Thầy nào đâu. Anh Cò hôm nay 44 tuổi rồi nha mọi người. Mới phát minh ra. Là anh nằm suốt 6 năm nay luôn hả anh Cò? Ồ quá điều quá. Em lạ cái suy nghĩ nè. Giữa trời nắng như vậy nè mà cái đường đen như vậy. Bây giờ hiện tại giờ chắc cũng 1 giờ à, 1 giờ rưỡi. 1 giờ, nóng mới dữ nữa. 1 giờ 1 giờ rưỡi mà nó nắng tới 2 giờ mà. Nóng lắm. Đây, mọi người thấy nè. Đặt bàn tay xuống chịu không nổi.
khoảng chừng chứ thôi để chừng nói như vậy mình 5, 15, 20 phút mà thường nay mình để chừng 2 phút 2 phút nó mà thấy nó thì thế đang ngồi mà thôi nó cứ bung là biết rồi là một ngày là anh nằm được nằm 6 tiếng luôn hả anh? Còn 6 tiếng bữa nào người ta kêu làm thì chắc chừng 2 tiếng à, bữa nào người ta kêu làm mới ít lại ờ, nhưng mà làm cũng ngoài nắng rồi phơi rồi nhưng mà dưới làm dưới nằm nó khác nằm mình nằm ngửa còn mình làm là nắng nó đâu có vô mặt được là anh nằm liền 6 tiếng liền luôn ừ à chứ không phải là 1-2 tiếng rồi vô mát ngồi hả? Không có được. Có ai kêu làm là cũng phải ngoài nắng mới làm. Năm có một chỗ này thôi ha, có chỗ khác nữa. Chỗ này không? Chỗ này thôi nha. Ừ, chỗ này êm. À, chỗ này êm. À, nói chung là không có phiền đến ai đúng không? Đây đường vô đây thôi. Quá đặc biệt của chú anh chị, anh cò. Được chưa? Nè, thân hình rất là lực lưỡng của chú anh chị. Đang ngồi mà nè, hiểu quá. Nằm mà mồ hôi nè. Đang ngồi á chứ đâu phải đang nằm thôi. Nó bóng lượng luôn. Bây giờ anh đen quá mà về ra ngoài đèn chá nắng quá nữa cũng không thấy rõ nữa. Ghê chưa? Cái chớn á. Cũng như là cái nóng ở trong nó giờ là đang tuôn. Nói chung á nhiều khi á mấy ở ngoài kia là mấy đường nhựa nha mọi người. Đó, những người mà thường hay ít giờ đây á là nếu mà không quen thấy anh nằm như vậy là chắc chắn là sẽ vô hỏi liền. À đúng rồi. Là sợ bị cái gì đó. Bị cái gì? Đúng không? Còn người địa phương thì người ta đã biết anh cò là phơi nắng suốt năm nay, 6 năm nay rồi cô chú anh chị. Nói chung là mọi người rất là đặc biệt nha cô chú anh chị. Nóng lắm, biết nóng lắm sao mà vẫn còn nằm. Thì vậy mới đã, nó đang như trong hơi vậy đó. Vít mắt luôn mà ngồi rồi xuống rồi không chịu nổi. Trời ơi. Đó anh có cái khăn nè. Đó. Mát lắm. Khi mà chở mồ hôi nhiều quá là anh sẽ lấy cái khăn này. Đó lau mồ hôi. Để bớt đi. Hồi nãy mày trước kia anh ngồi chạy bật là thấy cái hình in dấu cái lưng anh như vậy sao anh là hiểu rồi đó. Giờ này ít nhất mà nó phải 37-38 độ C nhưng mà nó chồng vô anh nằm lâu nó chồng vô nó không còn 37 nữa nó lên à đúng rồi nó hơi nóng lên vô người mình không à lên ờ giống như miếng thiết đó giờ không tin lên cái 70-80 độ á chứ sao chứ nó truyền nhiệt mà thiết, đúng rồi đúng rồi thiết dưới sắt á bây giờ nó phải 90 còn đường nhựa phải 80 luôn á tại sao mà có ba mấy mà nó thành 80 nó lưu lại cái đường nhựa giờ nó giữ độ nóng lại ha ừ đường nhựa nó giữ ghê lắm giờ tưới là sâu đó đường nhựa giờ múc thùng nước tưới là sâu vậy nó nóng xuống. Là từ khi nào mà anh cò có được cái điều đặc biệt này anh cò thì nay 6 năm đó mới đầu hơi mà từ tại sao mà 10 giờ mà áo rồi à chịu nổi rồi nóng lắm tới 10 giờ giờ bắt đầu lên tới 10 rưỡi là đêm đó khỏi ngủ giác lưng tiêu cỡ em giờ là chiều nay khỏi ngủ giờ là từ 6 năm trước là anh cò đã phát hiện cái điều đặc biệt ở mình là phơi nắng được chịu sức nắng của mặt trời đúng không ừ. Yeah. Tập lần chứ yeah. Người bình thường thôi chứ cũng không có rồi là anh còn là tập ha à, tập là thích được phơi nắng đúng không ừ không ai được đây cái lưng nè đang thui nè đang thui mà nước không quá đặc biệt của chú anh chị ơi anh cò mặc dù phơi nắng nhưng tướng anh rất là cơ nghe cô chú anh chị ừ, chứ giờ. Cơ bắp cuồn cuộn luôn nè chân cẳng là cứ ngắt rồi nằm bên đây như thế này là có ai la anh không không ai la hết ừ, có khi mình vũ người ta anh đã nói khùng vũ thằng bạn nó nói là không có làm như là vậy được ok ừ vậy chứ trời ơi thấy ghê không mà anh nói anh cũng khuyên người ta nó đừng có ai làm theo ờ, anh nha không có nổi đâu đúng chết rồi, rồi. Ừ. Chị mà mình chịu còn không nổi là cô chú anh chị mình xem video là không nên tập theo anh cò nghe cô chú anh chị chịu nổi đâu đây này là do bản năng của anh cò rồi là đã có từ lâu rồi nên anh làm như thế này là 6 năm rồi bóng lượng luôn ta mà cứng nữa cường đã đen nè cường ừ, đen nè đen chứ không cường đen nhưng mà anh còn đen hơn cường nhưng mà được có một cái là ngon rất là săn chắc mọi người có em nào mà muốn như cậu luôn như cậu là liên hệ liền phải không quá cơ cơ bụng rồi sáu múi cơ bụng rồi có nói ngắt luôn chân thủy vào vô đã lắm nè ngực nè giờ chân thủy rồi cứ ngắt à chứ không nhìn rất là lực lưỡng luôn trời ơi mình không ngờ luôn á mọi người mình mới vô một phê rảnh rảnh chút xíu á mình đi quay lại là anh đã mất tiêu ừ mất tiêu là bây giờ mình phải kiếm mời gặp anh là anh nằm ngay giữa đường đàn này ôi là trời ơi mà thấy rùng rợn ghê anh nằm ở kế những cái ngôi mộ luôn đây cách ngôi mộ chừng dài nằm đây anh không sợ anh còn không à nghĩa là mình nằm đây quen ha quen rồi. Dạ đây thì đường vô mộ nè tao làm cái đường vô dạ. Mộ đúng rồi đường ra anh đây có kiểu vẻ im trắng dẻ quá trời thì trường hợp rất là đặc biệt cô chú anh chị thì nằm mà phơi nắng suốt 6 tiếng liền luôn
và anh cò đó là làm được 6 năm nay rồi cô chú anh chị, rất là đặc biệt. Nắng này là người bình thường ngáp chứ thì nói đúng rồi, tí ghi chứ ông Lộc nói trời quá nắng rồi, quá đỉnh luôn này cô chú anh chị nhìn thấy không, bữa nay là tươi luôn, giờ này đứng bóng luôn là chú chị biết giờ này là mấy giờ, nắng phải là từ 40 độ hơn. Nó trồng là cứ ba nhiệt độ miền Tây mình thì chỉ 37 thôi, nhưng mà tại nắng lâu quá dạ. Nó trồng lên giống như là cái nước mà nó nằm trong cái ống thủy tinh, nước năng lượng mặt trời đó dạ. Nó lên sôi luôn, nghĩ làm sao không sôi, bị nó dẫn vô cái nó chèn lại giữ lưu rồi, tới sáng còn sôi nước thôi, nắng mặt trời. Nhưng giờ ông nước này ông giữa phỏng tay và đúng cá rồi, chết luôn, chịu đâu có nổi, sôi rồi nắng nóng luôn của chị nè, nước cũng như vậy nè, nắng quá. Thì anh cò là mình là ngoài thời gian phơi nắng rồi là anh cò người nào kêu mình làm gì làm nấy anh cò giác hào đốn cây rồi móc măng xối rồi măng xối lâu lâu người ta, mấy đường bà ta leo lên không được á nghe dạ nhà đúng rồi, mới gần móng cây nè lên mình đốn đến cây rồi giờ dọn rác ở trên tí đồng hồ lấy 100 ví dụ vậy dạ. 50 vậy. Đã cho nhiêu lấy nhiêu ha ừ. Điều rất là đặc biệt của chú anh chị. Mặc dù anh cò là người lao động nhưng mà tướng có chứng chỉ như nè, cơ bắp nè, cuồn cuộn nè. Kiếm không ra đâu, kiếm không ra người như vậy đâu. Mình chịu không khó đâu. Ngồi ở trần nè, chỉ có một cái quần đùi duy nhất thôi. Với lại một cái khăn, ảnh nằm đây nó rổ mồ hôi ra là anh sẽ lao. Cái khăn này, anh sẽ lao mồ hôi. Chứ thôi, cay mắt chịu không nổi. Hồi nãy là anh nằm, mình vô là anh nằm, bây giờ là thấy tụi mình vô đó, mình hỏi anh đó là anh ngồi và anh nói chuyện với tụi mình. Cái này như kiểu là công năng đặc dị luôn á. Thì cô chú anh chị và tất cả các bạn xem thì không nên học theo anh cò nghe cô chú anh chị. Rất là nguy hiểm. Thì rất là nguy hiểm luôn. Tại đây là do là cái anh cò là có cái sở thích đặc rất là đặc biệt. Phải rèn luyện tới 6 năm mới được. Này là anh cò rèn luyện 6 năm cô chú anh chị. Gác lưng. Gác lưng chịu nổi. Rồi nó nhức đầu nữa, đến nay không chịu được nổi. Khi nào mà nằm cái lưng này cái nhiều khi có khi nào mà nằm mà cảm thấy nóng quá không? Không, cứng lắm. Cứng lắm. Tôi nói bao đi mà. Cứng ngắc luôn. Đó tôi nói không vô luôn nè. Nằm lên đá 1-2 còn được mà. Cứng ngắc là xương dai nè, cứng lắm xương đòn. Này coi đây nè. Xương đòn nó cứng lắm nè, chạy giọt vô xương dai coi. Wow. Cái cưng nó như cái cứng răng là sắt vậy đó luôn chị. Cái xương nó bữa nó quấn trúng. Cái xương tao đó tụi nó quấn trúng là nó vũ cái tay không á. Nó đau xương tôi tay tụi nó. Thôi muốn không có cho người ta đánh nữa nghe chưa? Không cho đánh nữa. Không cho đánh nữa nghe. Có mạnh không? Thì cô chú anh chị xem video, nhớ cho anh cò một like, một đăng ký kênh cô chú anh chị ơi. Để ủng hộ cho anh cò. Bây giờ mình cũng thì cảnh cũng xin kết thúc video ở đây luôn, hẹn cả nhà ở video kế tiếp. Okay.